cũng chưa biết được, bởi vì đây là lần đầu tiên là bố anh em bị lừa như thế này. Dạ. Cùng nhà cũng nghèo khổ đi làm xa xôi thì lại không có tiền bạc để về. Đấy. Chịu. Tụi vợ con ở nhà không có cái gì đồ ăn, con đi làm xa. Mưa nắng gió là con đi làm. Thấy con này. Ở nhà thì vợ con thì thường có gạo cơm gì ăn không? Không biết được, em đi làm xa nên em không biết được ở nhà con cơm có gạo có ăn chứ không, em cũng biết được. Mưa cho xe đạp con đi học, là mua gạo, mua quần áo cho con, mua non dẻ dép. Đi làm xa thôi, không có đồng nào đem về. Chúc mẹ anh ủng hộ cho em đi về, bốn anh em đi về làm ở Tuy Chi Gia Lai, mình hoặc về nhà mình khỏe. Chúc chào mừng hồi, xin chào cô bác quý anh chị. Sau một hành trình dài từ thành phố Hồ Chí Minh về lại thị trấn Minh Lương thuộc thành phố Cẩm Giác của tỉnh Kiên Giang đó, thì đây là ngôi nhà của ba nuôi của anh Chiến nè. Thì ba nuôi của Chiến làm cái nghề là kinh doanh nhà trọ. Bắt được một thông tin rằng á, có bốn anh người Gia Gai, người dân tộc Gia Gai ở Gia Lai gần bị cò lừa đi biển. Sau 3 tháng lên đên trên biển thì không còn một đồng nào dính túi, và thậm chí là ba của anh Tiến, ba của ba nuôi của anh Chiến á, phải cho tiền ăn nè. Và ở sau lưng này cô bác quý chị, và bốn anh đó thì hiện nay đang cần sự giúp đỡ, đó là số tiền đủ để đời xe, vì bốn anh là người dân tộc Gia Gai cũng giao tiếp khá là khó khăn. Và bây giờ mời cô bác quý chị cùng tiếp tục vào bên trong để nghe các anh chia sẻ. Anh Chiến ha. Dạ, khổ mà nãy em đi ăn bánh em gì em nghe anh em nói vậy, nó đi chảnh đi xuống đây bị cò lừa, không có tiền đi ba đến mấy bốn tháng này, không có tiền gì xe. Thì em nói như hồi mấy anh kia xuống này coi ảnh có tiền ảnh giúp đỡ cho mấy anh em đi về xe gì à, nói đi về xin tiền chú ghe và trăm ngàn đi về xe mà chú ghe không có cho. Bây giờ dẫn mấy anh đi vô phòng cho mấy anh em đó. Bị lừa cái số tiền là khoảng 20 triệu của cô bác Vinh. 20 triệu đúng không? 20 triệu là chúng mua chỉ là có vài bộ đồ với vài đôi dép với vài cái nón, là những thùng hai thùng mì là lấy hết trơn tiền. Lấy hết bây giờ về xin tiền chủ ghe 200-300 ngàn là về quê mà anh em chủ ghe không có cho. Bây giờ lại nhà ở nhà bà chợ ba em, mày ba em cho ăn uống đồ, thì nói như là có anh Phong Bụi đồ với anh Hồ đồ xuống coi thử mấy anh giúp đỡ làm cho anh em về có tiền về quê. Mấy anh hết chuyện nè, không vô mấy anh sao sao đó cởi cho mấy. Bốn anh này ha. Thôi em vào luôn ha. Chào các anh ha. Cái này ra phía trước cho nó mang sáng chứ, hôm nay tối quá. Bố anh là ngủ trên chiếc giường này đúng hả? Trước là bạn nói chuyện đâu. Này có điện nữa hay là như đây thôi? Hay là ra phía trước đi ha. Kiên Giang thì bắt đầu là nghe một cái câu chuyện bất ngờ đau lòng, đó là bốn anh người Gia Lai. Người Gia Lai. Bốn anh em ở đây là một trong những cái nạn nhân bị lừa cò đi biển. Thì như thế nào thì mời mọi người cùng theo dõi nha. Anh có thể kể cho em nghe rõ được cái câu chuyện hành trình anh bị lừa như thế nào được mà? Được. Đây là đầu ở trong làng, ông cò ông vô trong làng cũng là người một huyện một xã, nhưng mà ông kêu anh em đi làm là lừa hải sản. Ông bảo là làm ngày một ngày là 400 ngàn, xong rồi dắt bốn anh em đi lên đây. Lên đây xong rồi là ở nhà trọ 10 ngày. Xong rồi lên nhà của chú Nam đây. Xong là đi ông làm một cái giấy tờ, hợp đồng một giấy tờ làm 100 ngày là gọi là 3 tháng 10 ngày. Xong rồi anh em lại đi xuống biển làm từ ngày 27 tháng Giêng. Làm biết được tới là tháng nay là ngày 29 tháng 5 đây. Là anh em vô bờ 3 giờ rưỡi 4 giờ sáng là vô bờ xong rồi là gọi gặp chú Năm rồi gọi cho ổng, ông không bắt máy, không bắt máy. Xong rồi là những cái tiền mà anh em làm đó trong cái giấy hợp đồng đó là một người là 20 triệu, nhưng mà anh em chưa có ứng đồng nào, ổng lấy tiền đó xong rồi ổng chạy trốn luôn. Và bây giờ liên lạc cho ổng tắt máy, nên bốn em
ở đây ở nhờ phòng trọ nhà chú Nam để đợi ông, nhưng mà đợi gọi mãi cũng không được, nên nhờ chú Nam đã cho ở nhờ phòng trọ. Có nghĩa là cò họ lên tận cái bản làng của mình. Bản làng mình nằm ở xã nào, huyện nào ạ? Xã Ea Blang, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Rồi họ lên, họ nói, họ mời lời mời bốn anh em như thế nào? Ông bảo là bây giờ anh em có đi theo ông đi làm lửa hai sáng. Trước tiên là ông bảo làm ngày, một ngày là 400 ngàn. Làm ngày nào thì lấy tiền ngày đó. Chứ anh em không biết mà đi biển mà làm cả tháng trời, 4 tháng. Làm ngày nào được tiền ngày đó? Đúng rồi. Và họ có cho tạm ứng cái khoản tiền nào không? Không. Đi lên đây là có, ông bảo là nếu tạm ứng thì tạm ứng tại đây. Nhưng mà là bọn em thì không có ứng. Tôi nghĩ rằng làm khi nào mình về là mình có được tiền về về một lần luôn. Ai biết khi anh em xuống biển làm thì ông ở sau lưng ông lại lấy hết tiền rồi ông đi trốn. Em thắc mắc là ở trên Gia Lai á, thì mấy anh em mình làm nghề gì? Nói chung cũng làm nông thôi, làm ruộng, rẫy, linh tinh này nọ thôi. Và từ đó đến giờ có tình trạng nào người ta lừa như vậy không? Cũng chưa biết được, bởi vì đây là lần đầu tiên là bố anh em bị lừa như thế này. Dạ, để bây giờ thì để rõ hơn thì mình em trò chuyện từng anh nha. Anh trai tên gì? Khuê. Khuê, anh bao nhiêu tuổi? 81. 81 tuổi? Dạ. Sinh năm 81 chứ? Dạ. Đúng không? 81 thì sinh năm 81 tuổi. 31 tuổi. Còn anh? Cùng 81. Sinh năm 1981. Cũng sinh năm 1981? Dạ. Anh? Đinh Nô là sinh năm 1986. Còn anh? Sinh năm 95. Sinh năm 95? Dạ. Vậy là mới có 28 tuổi à? Dạ. Mọi người đều có gia đình hết chưa? Vâng, có hết rồi. Có hết rồi. Rồi từ hôm bữa đến giờ đi biển là được bao nhiêu ngày? 40 ngày không? 4 tháng. 4 tháng? 4 tháng, nếu mà 4 tháng đúng ra thì vào đất liền được bao nhiêu tiền? Nếu mà vào đất liền thì làm bình thường là, nếu mà làm ở trên kia là một ngày là 250. Làm ở trên bờ, đi làm có cà, có tiêu thì nói chung là bình thường một ngày 250. Còn tính ra 4 tháng thì như vậy là mỗi tháng là 30 ngày. Mỗi tháng 4 ăn xa là 120 ngày. Mỗi ngày là cho 300 đi. 300 đi. Thì ít nhất là cũng phải là mấy chục triệu rồi. 36 triệu. 36 triệu. Vâng. Rồi về đây là chủ ghe họ cho họ trả bao nhiêu? Chủ ghe không có cho đồng nào. Chủ ghe họ phải chi cho cò bao nhiêu? Đây là một người là 20 triệu. 20 triệu. Như vậy thì công sức của tụi anh những cái hôm đi biển gần 4 tháng qua thì được chỉ 20 triệu thôi. 20 triệu. Và cò họ hưởng hết. Họ lấy hết, không có đồng nào luôn. Rồi chủ mình có phản ứng lại chủ ghe không? Có, mình có hỏi chủ ghe mà chủ ghe không có đưa đồng nào. Bởi vì chủ ghe đã đưa hết số tiền trong hợp đồng 20 triệu đó đưa cho cò rồi. Em thấy một cái nhẫn tâm như này nè. Cho dù không có, không thể nào cho thêm tiền vì họ phải tốn chi phí môi giới cò, vậy thì họ có ít nhất phải cho mình vài trăm ngàn để đón xe đò về quê chứ. Tôi đâu không biết, vì mình xin người ta không cho thì mình biết làm sao. Khi mà mấy anh em nói là bây giờ không còn tiền để đi về quê thì sao? Thì ông bảo là số tiền làm bao nhiêu thì ông đã đưa hết cho thằng cò rồi. Thì ông không biết. Ông bảo không biết là mình cũng chịu thôi. Anh vào đất liền khi nào? Sáng nay. Sáng nay. Và tá túc tạm cái nhà trọ của chú Nam. Đúng rồi. Chú Nam chờ ở nhờ. Nếu như bây giờ không còn tiền đi về quê thì anh sẽ tính kế hoạch như nào? Cũng chưa biết tính như nào, anh em cứ nghỉ ngơi đã. Trong thời gian nghỉ ngơi chưa biết tính như thế nào nữa. Em được biết là mỗi cái chuyến đánh bắt xa bờ như vậy á thì giỏi lắm nha. Giỏi lắm thì tầm khoảng một tháng rưỡi là hết phí nhiên liệu rồi. Đúng không? Làm sao mà anh có thể ở trên biển 4 tháng được? Bởi vì trên bờ người ta chuyển xuống. Khi mà đánh cá xong rồi tàu có chiếc tàu tải á, cứ nửa tháng theo một tháng là chiếc tàu tải nó vô. Tàu tải nó vô xong mang vô đồ ăn. Như thế mình cũng đánh miết, tháng nào cũng vậy. Có đi sang thuyền ghe khác không? Không. Chỉ một chiếc đó thôi? Chỉ một chiếc thôi. Anh có thể chia sẻ được rõ hơn về cuộc sống ở trên thuyền nó như thế nào? Mỗi ngày, mỗi sáng thức dậy mình sẽ làm những công việc gì? Nói chung là ở trên thuyền thì đi làm cũng bình thường. Chỉ mỗi cái thì là hơi dậy sớm, 4 giờ dậy bỏ cào.
xong 12 giờ là lấy cào. Lấy cào xong rồi cào lên xong rồi, nếu cào mà không bị rách, không có vá gì đấy, lấy cào xong rồi là thả xuống. Thả cào xong rồi cứ 7 giờ tối là lấy cào. Cứ thường ngày là vậy. Ngày nào cũng vậy, nếu mà cào rách này nọ bị trục trặc cái cào thì là mình có khi làm tới 11 12 giờ đêm. Còn ăn uống? Ăn uống thì nói chung cũng bình thường. Chỗ mình đánh bắt là thuộc hải phận Việt Nam hay là? Dạ, hải phận Việt Nam. Của Việt Nam? Vâng. Suốt 4 tháng qua thì có anh liên lạc được gia đình không? Có lần gọi, khi chùa có sóng thì cũng có gọi về cho gia đình. Hiện giờ thì trên người mấy anh em mình còn dư đồng bạc nào không? Không có đồng nào luôn, khi đi là còn nó cầm nó lấy tiền đi luôn. Chỉ có một cái giấy tờ thôi, giấy tờ thân thôi. Có một điều em muốn hỏi anh á, là anh là người dân ở miền núi thì họ đến họ nói mình làm những cái công việc có liên quan đến nghề biển thì anh có bất ngờ không? Thì ông đầu tiên ông không nói là đi biển, cũng giống như em nói đầu ấy. Đầu tiên là ông bảo là đi lừa hải sản thôi. Đi lừa hải sản? Vâng, ý là ông nói như vậy, đi lừa hải sản mình tưởng là chỉ đi lừa thôi, ở trên bờ lừa thôi, chứ không biết đi biển. Như thế bị ông lừa, ông dụ xuống đây. Anh nói là bao nhiêu tiền một ngày? Anh nói mình làm một ngày 400 ngàn. 400 là tức là gấp đôi, gần gấp đôi so với làm việc ở quê á. So mình làm việc ở trên bờ, ở quê. Nhìn nên như thế anh em mới bất ngờ, anh em mới đi. Ai về làm bị như thế này. Sau khi anh về đến đây rồi đó, thì anh nói lượng hải sản là ở trên bờ thôi. Thì khi mà họ lên tàu thì cái phản ứng của anh như thế nào? Nói chung bố anh em ai cũng phản ứng, bởi vì mình chưa đi tàu lần nào. Đúng rồi. Mình chưa từng đi nên hơi hồi hộp, nên mình hỏi người ta, bởi vì việc ở trên tàu là mình chưa có rảnh, mình không rảnh, nói thiệt là không rảnh, mới đầu tiên đi cũng hơi bất ngờ. Xong đi dần dần một tháng hai tháng xong rồi mình cũng rảnh rảnh việc ở trên tàu thì mình cũng đỡ hơn. Trên tàu anh thì có bao nhiêu thuyền viên, bao nhiêu bạn? 18, hai cái tàu bên Đực thì 3 người, còn bên cái thì là 15 người, cả đường tàu luôn, cả tay công luôn. Là 18 người? 18 người, tất cả là môi giới hay là họ là người thân hoặc là hàng xóm với chủ ghe? Có người thì môi giới, có người thì bạn thân, người ở trong này luôn. Nhiều chỗ người ta đến, ở An Giang cũng có, mà Bình Thuận cũng có. Ở trong cái buôn làng của anh đó thì trước đây có ai đi với cái nghề biển này không? Không, không, em chưa từng nghe. Chưa từng nghe, anh có nghe nói gì về Kiên Giang chưa? Chưa. Là anh không biết gì hết? Không biết gì hết. Lúc anh đi thì người ta đi đưa anh bằng phương tiện gì, xe hay chở sao? Đi bằng xe. Xe đò hay sao anh? Xe đò. Anh cho em hỏi còn vài thắc mắc cái dài này, chứ thật ra cái câu chuyện nó cũng chưa sáng tỏ lắm. Thứ nhất á, là khi cò tới cái bản làng của mình đúng không? Nó gặp anh, rồi nó phải có thỏa thuận. Rồi cái thỏa thuận ví dụ là trả lương như thế nào, rồi có thỏa thuận là có hợp đồng nhau để đi làm hoặc là có gì không, nó rõ ràng không? Tại sao người ta chỉ mới lại nói cho tụi anh đi là sao? Đúng không? Ý là đã nói từ đầu rồi, ý là ông cũng ở một xã. Thì ông bảo là ông làm, ông đi làm biết anh em ông á. Ông bảo là thôi bây giờ anh em theo ông đi làm đi. Đi làm một ngày, cứ là làm ngày nào có tiền ngày đó. Một ngày công, tiền công là một ngày là 400 ngàn. Cứ lần khoảng vài ngày anh em nói chuyện tiếp xúc với nhau xong rồi cũng được 3-4 ngày ở với nhau, nói chuyện với nhau xong rồi anh em đồng ý đi. Đi xong rồi ông gọi xe. Gọi xe, đi xe từ dưới quê mà lên tới bến xe miền Đông, đó là đi xe đò. Xong rồi đi xe đò xong rồi từ bến xe miền Đông là xuống đây là đi taxi, ông gửi taxi cho đi. Vậy có nghĩa là thông qua một người quen ở bản làng đó đúng không, ở làng anh đúng không? Cho nên mới lừa được. Đúng rồi. Bởi vì á, từ nào anh cũng có kỹ rõ cái chi tiết đó. Đúng rồi. Người lạ tới mà nói vậy thì không ai đi cả. Ông có người quen thằng em đây này. Do là người quen. Vậy tại sao mà không gọi cái người quen đó? Đây. Tại sao anh sáng giờ có gọi người quen không, người mà môi giới không? Dạ có quen với ổng thì bữa đó là ổng bỏ đi làm là một tháng là 12 triệu, là tiền ăn rồi tiền nọ kia là ông người ta lo hết, ông bảo như vậy. Xong là kêu bọn em qua đó làm, xong rồi bọn em kêu anh em đi làm.
xong ông đưa qua đây làm, bọn em có biết đi làm ở kia đâu, ông bảo là đi lựa hải sản thôi. Thì bọn em không biết đi vào chỗ kè đó đi làm, nhưng ông bảo ở trên bán thì ông bảo đi làm lựa hải sản trên bờ thôi. Thì ông đưa vào đi biển, thì bọn em cũng bất ngờ, lần trước mình không đi thì lần đầu tiên mình mới đi mà có biết gì đâu. Xong ông đưa qua đây là anh em đi lên ghế đó, xong rồi ông điện cho anh em, điện cho anh em bảo lên ghế chứ, bảo lên ghế rồi xong ông lấy tiền ở mấy ông ở trên ghế đấy, xong ông đi về luôn hay sao á. Thế giờ điện cho ông không bốc máy nữa. Nhưng mà lần đầu tiên làm sao mà anh gặp được con người cò đó, rồi người cò đó mới giới thiệu công việc chứ? Dạ, bữa đó là ông cũng qua nhà em chơi 2-3 lần á. Anh có quen gì không với một người xa lạ? Dạ, có quen ông 2-3 tháng. Rồi có biết ổng là người ở đâu không hay là gì không mà? Dạ không, nhưng mà ông ở chỗ thôn Tam gần làng của em á. Vậy có nghĩa là ổng cũng ở trên Gia Lai luôn? Dạ. Ờ, vậy là cũng là người quen, cũng nói chung là không quen nhiều nhưng mà cũng là người ở trên đó. Biết thôi, địa phương là địa phương. Chỉ là biết là người ba địa phương thôi, biết. Đúng không? Dạ. Nhưng mà bản thân của anh á, anh chưa đi làm gì hết. Anh mới cái nghe nói vậy cái là đi thôi. Dạ. Giờ từ lúc đi biết tới giờ chưa nhận được cái đồng bạc nào luôn. Chưa đâu nhận được đồng bạc nào luôn. Và con bây giờ làm sao mà có đủ trang trải chi phí 4 tháng qua? Đó thì không biết, bên đó thì vợ con nó lo nhà đó chứ mình đi làm sao thì sao lo được. Rồi 4 tháng qua đâu có đồng bạc đâu, vợ con cơm gạo đâu mà ăn, ngô khôi đâu mà ăn. Cái đó thì mình không biết, mình đi làm ở đây thì họ ở nhà thì sao mình biết được. Anh gọi thông báo cho vợ con chưa? Chưa. Vì sao? Vì không có điện thoại. À, trong mấy anh em là có điện thoại rồi, liên lạc với gia đình. Có điện thoại nhưng mà không có tài khoản gọi. Vậy sáng giờ có ai gọi cho thông báo cho người thân chưa? Chưa. Bây giờ em có điện thoại đây, em đưa điện thoại cho mấy anh em gọi cho người nhà nha. Dạ. Gọi báo với họ như điều gì? Thì bảo bây giờ đi làm đây, bây giờ không có tiền về sao? Anh muốn gọi cho ai không? Không, để đây gọi. Em trai gọi, anh gọi cho ai? Thì nó tin đồng bào. Rồi, anh bấm số đi. Mở cho em lên, có nó đâu. Mọi người thấy đi biển xong rồi 4 tháng qua là không còn tiền nữa. Bây giờ lại về không có muốn quay cho vợ cho con hết. Thậm chí không trong không biết là trong 4 tháng qua bao nhiêu. Nếu mà đúng đó thì 1 tháng anh cũng phải hỏi người ta tiền để mình có mình gửi về cho vợ mình. Thường thường đi biển là được phép ứng trước để cho vợ con ở nhà có cái mà ăn. Nhưng là không phải cái vấn đề chỗ là mang này bị người quen người lừa gạt. Cho nên là cái chỗ là lòng tin. Anh tin vậy thôi chứ thật sự ra thì rất là khó. Bây giờ là tiền người ta đã lái hết trơn rồi. Anh nói chuyện đi. Đây là số ai? Số chị. Chị gái rồi. Số lạ là thật không lấy. Thì đi làm chưa về? Có thể đi trên rẫy, đi làm rẫy. Đi làm rẫy. Làm lúa. Đi lúa hả? Anh có nhớ số phận người nhà mình không? Không nghe. Hello. Không nghe. Không được không? Có thể cứ làm rẫy. Anh làm không có gọi anh thợ người nhà không? Không có số. Không à? Nhớ. Nhớ số không? Cái này nhớ số. Không có gì. Vậy thì 4 tháng qua thì mọi người liên lạc cho gia đình sao? Liên lạc không liên lạc. Lại có cái đợt có đi vào trong chỗ có sóng á. Có gọi được một lần. Nhưng bây giờ không nhớ số luôn. Bây giờ có số trong này mà gọi nó không bật máy. Giờ gọi duy nhất là bố anh em chỉ duy nhất là một cái số điện thoại này thôi. Vâng. Gọi thông báo cho một người thôi. Rồi, ý là ở gần nhau. Là chạy qua chạy lại nói chuyện. Đúng rồi. Kỳ vậy ta.
À, lúc mà anh đi ở trên thuyền đó thì có bạn bạn ở tàu á thì có đánh đập chưa? Thì không, nói chung làm cũng bình thường, la thì có la mà đánh đập thì cũng không, là do mình không quen làm thì mình không biết mình làm. Mình quen với cái công việc của mình tại mình ở miền núi mà. Đúng rồi. Nhưng mấy anh là có lên ý kiến với cái người chủ đó để ứng tiền không, có hỏi cái ý kiến để cho người ta cho ứng tiền không, mất trong một tháng? Trong bên cò là ông chủ ghe. Còn ông chủ ghe thì nói chung là ông đó nói lúc mà hỏi ông bảo là ông đưa hết cho ông cò rồi, lúc mình đi vô á, anh em đi vô bảo là tiền bạc ra sao, bảo là đưa cho bên cò rồi, nó có lên bờ đó gọi ông cò. Nhưng gọi cho ông bây giờ ông không bắt máy, ông tắt máy. Nhưng mà nếu mà đúng là vậy thì ông chủ ghe nói vậy là không đúng, đi làm cho ông thì ông phải trả lương cho người lao động chứ đâu phải là trả lương qua cò. À, có nghĩa là như thế này, ông chủ ghe này ông có đi chỉ là tài công thôi. Tài công thôi đi. Chứ ông chủ ghe là không có đi trên tàu, tài công là cũng là người làm công thôi. Vô bờ thì bán đó mới chia những cái hải sản, chia phần trăm ra với lại tiền lương tháng cứng là bao nhiêu. Còn chủ ghe này họ không có đi đúng không anh? Là chỉ có tài công chứ không phải là chủ ghe. Chỉ có tài công thôi. Tài công. Lúc mình ứng tiền không có như thế là anh em có ra quyết định là để rồi đi vô, đã vô biển, đã vô đất liền mình không? Cũng không nghĩ sao, bây giờ anh em chỉ biết là nhưng mà đi về được thì phải tìm thằng cò đó làm sao cho nó ra trong không được. Ra với không được rồi tính bây giờ biết tính sao, nếu mà về gặp ổng thì tìm ổng. Tại vì kéo dài 4 tháng lâu quá, đúng ra làm một tuần không có tiền thôi là chết luôn á, thấy là khó khăn rồi. Khó khăn rồi, bây giờ là mình đã ra biển rồi, mình có nói sao thì mình ở cái biển rồi. Là anh em không có phản kháng gì luôn, không có dám lớn tiếng luôn hả? Không lớn tiếng, chỉ biết làm và làm thôi, biết cắm đầu và làm thôi. Khi nào là ghê vô là vô thôi. Bây giờ anh có thể chia sẻ về gia đình của mình, anh có vợ và bao nhiêu con không? Chẳng được. Anh có mấy người con? Một người vợ, một đứa con mà vợ mất đã 2 năm rồi. Vợ mất? Con có 8 tuổi, đang ở với bà ngoại. 4 đứa con hả? Một đứa con, 8 tuổi. 2015. Rồi bây giờ cái nỗi lo của anh trở về nhà sẽ nói như thế nào, lời nào khi mà không còn đồng bạc nào? Thì biết nói sao với bà ngoại, bảo là đi là bị lừa như thế rồi, chỉ cần là về được tới nhà là mừng lắm rồi. Về được tới nhà thì lo cho con ở nhà, làm gần nhà. Biết làm sao, một lần mình đã lỡ bị lừa như thế này rồi mình biết rút kinh nghiệm này. Đi xa con tới 4 tháng mà con thì đã không có mẹ rồi. Ở quê anh nói làm 1.250.000 thì công việc mình cũng ổn định mà lại gần con, tại sao anh không làm mà anh lại mạo hiểm rồi? Bởi vì bình thường lâu lâu nó mới có. Lâu lâu mới có cơ hội. Lâu lâu mới có ngày làm chứ không phải làm liên tục. Không có đều. Không có ổn định. Lúc có thì làm, lúc không có thì không có làm. Em hỏi anh kế bên đi, không biết là anh này có thể là lớn tuổi hơn. Anh thì vợ con anh như thế nào? Con cứ bình thường. Con có bao nhiêu đứa con? 4 đứa. 4 đứa con. Rồi vợ vợ như vậy thì giờ còn sống với còn sống. Sống chung với mình luôn. Dạ. Rồi bây giờ về nói với vợ con sao? Thì về là cũng có tiền bạc đi làm thì về không rồi không biết nữa. Anh khi mà ngày hôm qua khi mà vào bờ á, trong suy nghĩ anh như thế nào? Anh tính mua quà gì cho con nếu mà có tiền? Nếu có tiền tin là bảo là con lúc xuống bờ là em điện về nó về vợ bảo là con bảo là thôi bố đi làm xong là có tiền để mua cho xe đạp con nhé. Lúc là thì con em về có cái đồng nào về tôi hứa chỉ... lời hứa hôm qua khi mà chưa biết tin mà cò lừa là tính là về được được khoảng 36 triệu là mua cho con chiếc xe đạp. Yeah. Con bao nhiêu tuổi? Con đi học lớp 2 rồi. Con học lớp 2 rồi. Yeah. Rồi đứa tên là đi lính. Đi lính. Yeah. Rồi đứa nữa? Đứa là còn về trong rồi. Còn anh thì có bao nhiêu đứa con? Một đứa con. Mới sinh ra. Rồi mấy tháng qua thì tiền đâu mà có sửa tả cho cháu? Nhưng mà không biết nữa, không có tiền không biết. Không biết làm cái gì nữa. Rồi hôm qua anh suy nghĩ như thế nào, tính có tiền sẽ làm gì cho gia đình? Thì mua quần áo, vậy nhiệt cái nhận cái gì đó. Mua quần áo? Dạ. Với lại ít thịt. Vợ thích ăn thịt hay sao? Có thích ăn á.
trời ơi. Có nghĩa là lúc đi hồi anh đi là con đã xin chưa? Được xin rồi, xin con nhỏ vậy mà giao lại cho vợ rồi đi về rồi anh lo sao như vợ có nói gì không? Không. Không nói gì hả? Mấy anh em nghĩ là chỉ đi lần này về là có tiền. Đi có vốn thôi. Đó ha. Đổi đời, đi đổi. Rồi anh cuối cùng nè, có con sao? Ba đứa con ở nhà. Ui, nhỏ tuổi nhất mà ba đứa con luôn rồi. Rồi đứa lớn sao? Nhiêu tuổi? 9 tuổi. 9 tuổi. Đứa tiếp theo? 4 tuổi. 4 tuổi. Anh 95 là bằng tuổi không hả? Nhỏ em tuổi á. Nhỏ em tuổi. Rồi tiếp tục đứa nữa. 3 tuổi. 3 tuổi. Vậy thì hôm qua suy nghĩ sẽ mua gì cho từng đứa? Mua cho quần áo nó về. Có tiền để mua cho xe đạp nó đi học bên kia. Thấy không? Giấc mơ là có xe cho con. Chỉ được một cái chiếc xe đạp đi học. Tại vì miền núi chắc có lẽ là trường xa đó. Bây giờ như thế này nè, mấy anh em cũng hay tin một cách bất chợt bất ngờ. Thì thôi thì hỏi anh có biết đường xe về không? Mấy anh em biết còn bắt xe gì không? Em sẽ hỗ trợ tiền xe về. Nhưng mà bắt xe về thì biết, nhưng mà phải xuống cái đường lớn bắt xe lên bên xe. Thì em sẽ giữ liên lạc một trong bốn anh ha. Em cũng không hứa là mọi người sẽ tặng quà gì cho các cháu trong sau khi mà tụi em đăng tải. Trước mắt thì em xin được cái khoản tiền là 4 triệu đồng cho mỗi anh 1 triệu. Mua với xe về quê cái ạ, được về quê cái mừng ha. Cái số tiền này thực sự là số tiền mà mấy cô chú gửi cho em để có thể chuộc những cái người tù nhân cũng đánh bắt biển mà bị cảnh sát Indonesia bắt giữ. Như trường hợp của anh Chiến đang ngồi ở góc kia. Anh là mới đi tù về vì chủ ghe lừa xong rồi đi đánh bắt ảnh ngồi biển khơi xa anh về. Anh đi tù tội 2 năm trời á ha. Thì em cũng muốn chia sẻ cho anh để có cái khoản lộ phí về. Còn cái việc là ý định của anh là muốn kiếm cái người cò mà đã từng lừa mình hả? Vâng. Kiếm tính kiếm bằng cách nào? Thì nếu mà ông về gia đình ông ở đó thì ông về, bởi vì có thằng em này nó biết nhà của ông, nhà bố mẹ của ông thì mình có thể mình kiếm được. Nhưng mà tắt máy rồi anh, nó có thể là không còn ở đó nữa. Tập máy bố mẹ của ông vẫn còn ở đó. Dân địa phương thì không chạy đó được. Dân địa phương thì không có. Giờ bản thân em hỏi anh một xíu là bản thân ba người này người ta tin tưởng anh là bây giờ bị lừa hết vậy, em có thấy cảm giác có bị lỗi không? Giờ con lỗi chứ rất buồn. Bởi vì người ta tin anh. Đúng rồi. Đi theo anh thôi chứ là người ta đâu biết người môi giới kia. Bây giờ anh thì làm đúng. Mà ba người này là sắc bắt sang băng đi ra giữa biển là đâu anh biết người. Anh cũng đâu có muốn đâu. Bản là anh không muốn nhưng mà rõ ràng là người ta tin ảnh. Anh phải có trách nhiệm được cái đúng rồi. Vũ bạn chứ. Hỏi thật ha, là hôm nay mấy anh này có phiền gì anh không? Có chửi gì không? Có chửi sáng gì giờ, mới sáng giờ, mới biết tin sáng dạ, giờ. Không, anh em họ hàng không mà. Anh em họ hàng thôi hả? Rồi. Gửi tặng nha, mừng cái ạ. Bây giờ thì mình sẽ gửi tặng cho mỗi anh 1 triệu từ cái số tiền mà một cô gửi cho 5 triệu á. Thì hồi nãy mình cho anh Chiến 2 triệu để tặng cho những anh thường nhân rồi. Còn dư 3 triệu, thôi thì mình tặng cho mỗi người 1 triệu thì còn 1 triệu của mình, tiền của mình luôn, cho đủ luôn. Tiền xe về nha. Tiền xe về, 1 triệu đủ không? Dạ, cảm ơn anh. Chắc đủ, về tới nhà là được. Về tới nhà là đủ. Đủ ăn uống dọc đường luôn á. Theo chi phí thì... Hồi nãy em thấy anh muốn rơi từng nước mắt, thấy anh muốn khóc luôn á. Thôi bây giờ nhà này có nhắn nhủ gì vợ con nếu mà xem được cái này không? Cảm ơn mấy vợ con ủng hộ cho mình em thì tội mà 4 tháng ròng rã không biết nói nữa. Tôi cảm ơn bố nạn chung đây cho bọn em về làm cho sức khỏe. Tôi cảm ơn này. Anh nghĩ là mình sẽ không có được cái số tiền lớn vậy để về đúng không? Dạ. Thì từ người nhà đi làm có tiết định về vợ, mua gạo, mua thịt cho con, mua quần áo, giày dép, mua non cho con đi học, cho con là đi chết. Chết rồi, em chết rồi. Anh nói là cô bác anh chị nghe rõ, nói là chỉ mong có tiền mua cá, mua gạo, mua thịt cho con ăn thôi. Chứ không muốn gì hết, bây giờ xuống đây không có tiền nữa, bây giờ không biết về nói chuyện sao với lại gia đình nữa đúng không anh? Dạ. Trời ơi. Cùng nhà cũng nghèo khổ đi làm xa xôi thì lại không có tiền bạc để về. Đấy. Chịu. Em tội vợ con ở nhà không có cái gì đồ ăn. Con đi làm xa. Mưa nắng gió là con đi làm.
rất mệt. Ở nhà thì vợ con thì thường có gạo cơm gì ăn không? Biết được, em đi làm xa nên em cũng biết được ở nhà con cơm có gạo có cơm chứ không, em cũng biết được. Không biết được có gạo cơm. Vợ là bố mẹ chết hết rồi, còn vợ một mình vợ là bố mẹ lại mất hết. Bố mẹ mất hết? Dạ, em cũng chả em cũng mất một mẹ là một chị là một khối hết. Đi làm xa xôi đi về có hai đồng bác và cũng đến về mua gạo. Cũng có cho nên em về em lo lắng. Anh nói mà mình khóc luôn á, có nghĩa là anh nói là bố mẹ chết hết rồi, ảnh là người lao động chính trong gia đình á, bây giờ là không có tiền giúp vợ con ăn sao. Anh có suy nghĩ là 4 tháng qua vợ con sống bằng cách nào? Em không đề nghị nữa, không xong, không có cơm ăn, không có cái gì ở nhà. Không có cơm ăn, không có cái gì hết. Dạ, nhà em cũng có nhiều khổ. Tức ruột không chơi? Cái tay anh viết được không? Em đọc cái chữ tên cha. Có thể cho em xem xăm được không? Thường cha suy ngước giữa dòng, yêu mẹ vất vả rong rong cho con. À, vì sao anh xăm cái dòng chữ đó? Em thích bằng, em thích cho bằng em xăm. Thương cha xuôi ngược giữa dòng, yêu mẹ vất vả rong rong gánh gồng nuôi con. Có nghĩa là bây giờ mình trở về, thôi thì trước mắt cứ trở về đi. Về được nhà cái may mắn, tới giờ nằm ở đây thì suốt không biết tình hình như nào. Tụi em sẽ liên lạc, giữ liên lạc với anh và hy vọng rằng có nhiều sự tương trợ để có thể mấy đứa nhỏ có được cái một chút thịt, chút cá ha. Dạ. Thấy không? Nãy giờ không nhớ anh này có tâm tư muốn nói gì không? Anh có chia sẻ điều gì không? Không, nói chung là đã nói hết rồi, tâm tư chia sẻ của mình đã nói hết. Không có rồi. Bây giờ thế được về nhà là mừng lắm rồi, được ở cùng con ở trong nhà. Chứ bây giờ đi chắc không đi làm xa nữa. Về có việc làm thì làm ở trong nhà thôi. Làm gần được ở với con cái là được rồi. Chứ làm xa là mấy tháng trời không có đồng nào mang về. Con ở nhà không biết như thế nào. Bỏ con, bỏ mẹ đi làm xa. Anh này muốn khóc luôn. Sao anh có tâm sự gì không? Có thể chia sẻ cho em. Thì mong về tới nhà gặp vợ con là được rồi, là mừng rồi. Giờ đi lừa dằm làm sao, người ta lừa hết tiền rồi, giờ không có tiền về nữa. Thì mong có tiền về nhà gặp vợ con vậy thôi. Bây giờ anh về rồi, anh đi tìm cái anh cọ đó mà lỡ tìm gặp, anh có cách nào mà đòi lại cái số tiền cho mọi người? Nếu mà gặp ông thì nhờ công an rồi nó kia làm việc hộ thôi chứ chờ biết sao. Có nghĩa là anh nhờ chính quyền giúp mình đòi lại cái số tiền. Dạ. Một tháng làm vất vả mà không có được đồng nào. Bây giờ thì chắc có lẽ là gần chiều rồi, mình tranh thủ cho các anh chuẩn bị kịp. Đem ba lô về lên xe luôn đi ha. Thôi bây giờ mấy anh em chuẩn bị quần áo nãy trong phòng trọ còn nhiều không? Dạ, bỏ hết trong ba lô rồi. Rồi, ở tranh thủ ra hỏi giấy xe đi về ha. Dạ. Con về đó tìm cái thằng đó được không? Nó về bố mẹ nó đó tìm được. Thì cái thằng đó. Ô bao bị kìa. Rồi thôi, chúc các anh về khỏe ha. Cảm ơn nha. Mình có sẵn đồ đi ra tranh thủ gì. Xong đó đi. Xong đó đi. Đi mấy chuyến mới về tới ngoài mà. Hai chuyến. Lên Sài Gòn. Lên Sài Gòn ra thẳng bến xe miền Đông. Thấy mọi người nhìn chỉ nhờ những cái bao thôi. Cái bao cầm đồ rất là đơn giản. Bây giờ người bây giờ bốn anh em mình sẽ về lại Gia Lai nha. Dạ, thì đây em sẽ chở cho các anh ra tới ngoài bến xe, thì sau đó các anh sẽ đón xe về lại Sài Gòn. Sài Gòn thì nó sẽ có một cái chuyến xe về lại Gia Lai. Thì anh sẽ hai chuyến. Biết cho anh biết bắt xe đi không? Biết ha. Anh nào biết ta? Rồi thôi anh em mấy anh em mình đi ha. Đây là bến xe khách tỉnh Kiên Giang. Bùi Hồ cũng sẽ đưa cho các anh lại đây để mà mua vé xe để về lại Gia Lai. Bây giờ sẽ tìm chỗ đậu xe để mua vé xe cho các anh cô bác anh chị. Mua vé xe rồi mình về ha. Cái cảm xúc bây giờ thì chắc nhớ gia đình lắm hơn.
mong muốn lớn nhất là đi làm để mà đem tiền về cho vợ con. Mà không may mắn cái bị lừa gạt luôn rồi. Anh nói nãy là anh nói là anh muốn mua gì cho gia đình nhất? Mua cho xe đạp con đi học, là mua gáo, mua quần áo cho con, mua non giày dép. Đi làm xa thôi, không có đồng nào đem về. Chúc mẹ anh ủng hộ cho em đi về, bốn anh em đi về làm ở Chi Gia Lai, mình hoặc về nhà mình khỏe, chúc các anh cũng mạnh khỏe. Cảm ơn. Dạ thôi mình xuống đi anh ha. Em đặt xe. Đây là 4 vé xe đây. Mỗi anh cầm một vé, đây là tiền dư rồi nè. Mua mỗi vé có 150 à, dư lại các anh chia ra nha. Rồi, đưa cho anh mỗi anh một vé. Rồi xe đang đậu phần phía sau á 3 giờ đó anh. Bây giờ mình lên xe mình đi luôn đi. Rồi đi ra sao đi anh. Rồi bye bye các anh ha, giờ khỏe nha. Dạ dạ. Cảm ơn nha. Dạ, đi dạ dạ. Đi giờ khỏe nha các anh. Rồi bye bye, hẹn gặp lại. Đi theo ảnh luôn đi. Thôi em đi luôn để cho nó chắc ăn. Đưa giấy xe cho em coi. Một cái giấy xe cho em coi coi. Ở xe 40886 ở đâu chị? 3 giờ chạy á. 4883 giờ chạy. Đây chị, lộn nãy lộn. Đúng không? Cái nhà xe lộn đúng không? Rồi lên đi các anh. Để xe ở dưới hầm nha. Rồi các anh về khỏe nha. Dạ. Rồi về rồi mình bắt xe qua bến xe miền Đông đón xe về lại Gia Lai. Dạ. Anh nào gành đó. Anh gành xe vậy. Rồi bye bye, giữ gìn sức khỏe, có dịp cái em sẽ lên gặp anh ở Gia Lai. Và như vậy là các anh bắt một cái chuyến xe về lại thành phố Hồ Chí Minh, sau đó về lại Gia Lai. Đây là một trong những cái câu chuyện mà tình cờ và khá là hy hữu mà Bùi Hồ muốn chia sẻ cho cô bác quý anh chị biết luôn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau ha.